Đây là một thiết bị điều khiển cửa cuốn, cửa cổng, kết nối Wi-Fi và bấm Bluetooth. Nó sử dụng Wi-Fi và bấm Bluetooth đồng thời nhé. Khi mất Wi-Fi thì vẫn có thể điều khiển được cửa. Nó khác các cái loại thiết bị Wi-Fi khác là bình thường là phải mất Wi-Fi nó mới chuyển sang bấm Bluetooth. Còn cái này nó dùng đồng thời và nó thiết kế dạng ổ cắm rất là tiện lợi. Cứ cắm vào cái ổ cắm nào đấy loanh quanh cửa là được. Trên này nó có cái 4 nút điều khiển 1, 2, 3, 4 và nút cài đặt. Như thiết bị này đã kết nối vào mạng Wi-Fi rồi. Điện thoại thì sẽ dùng app Smart Life hoặc là app Tuya Smart đều được nhé. Đây là cái hộp BFT. Hộp BFT đã cài khiển này nhé. Và đã kết nối cái này cho cái này học khiển BFT. Đây là tương ứng với các nút của điều khiển BFT. Đây mình đã cho học hai nút 1 và nút 2. Học hai nút này. Nếu mà nhà có hai cửa dùng 4 nút thì học vào cả 4 nút. Mỗi lần bấm điện thoại đây cái đèn này nó sẽ nháy sáng và nó sẽ điều khiển cái cửa. Một thiết kế rất là gọn, tiện lợi. Không phải cắm USB, cắm lằng ngoằng, cắm một cái ổ cắm nào đến loanh quanh cửa là được nhé. Nó có thể học được hầu hết các loại cửa cổng thương hiệu ở trên thị trường như BFT, FAC, Beninca, V2, FAC, dùng rất nhiều loại và các loại cửa cuốn đa tần số nhé. Như ở đây nó có thể điều khiển được cả cửa cuốn. Bộ này đã cho học lệnh của cái điều khiển cửa cuốn này và kết nối vào app Smart Life. Đầy đủ chức năng như remote. Cái app này đã kết nối vào hai bộ, một bộ là điều khiển cửa cổng, một bộ điều khiển cửa cuốn. Rất đơn giản, chỉ là cắm vào ổ cắm loanh quanh để loanh quanh khu vực cửa cuốn là ok.